Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Vậy là chúng ta chuẩn bị bước vào năm học mới năm 2022. Mình sẽ tư vấn cho các bạn tân sinh viên những chiếc laptop các bạn đầu tư làm sao cho nó hiệu quả trong tầm tiền và phân khúc giá các bạn đầu tư nhé. Hiện nay sinh viên tại thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ đầu tư những chiếc máy ở phân khúc từ 15 đến 20 triệu là nhiều nhất, và đây là máy mới 100%. Vậy thì sinh viên sẽ dùng những chiếc laptop như thế nào thì cụ thể ngày hôm nay mình sẽ tư vấn nhé. Đối với các bạn sinh viên thông thường thì chúng ta cần một chiếc laptop có mức hiệu năng cao để có thể vừa giải trí này, vừa có thể học tập và sử dụng các phần mềm ứng dụng về đồ họa chuyên ngành. Ví dụ như các bạn học trong chuyên ngành về kỹ thuật, về dựng phim chẳng hạn, thì chúng ta chọn những chiếc laptop như nào? Thì cụ thể thì mình sẽ tư vấn cho các bạn những chiếc laptop thương hiệu nổi tiếng của HP này, của Acer, Lenovo, vân vân. Với phân khúc giá đầu tư từ khoảng 19 đến hơn 20 triệu một chút thì hiện nay trên thị trường nổi lên nhất đó là chiếc Victus 15 và chiếc Victus 16 của HP. Đây là một trong những chiếc máy gaming được thiết kế phải nói là cực kỳ ưu việt, với chất lượng phần cứng cực kỳ ok. Thiết kế các bạn sẽ thấy là nhìn ở hình thức ở bên ngoài rất khỏe khoắn và thể thao. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo mẫu Victus 15 và Victus 16 nhé. Hiện nay phân khúc giá sẽ ở thị trường, nếu mà một chiếc máy được trang bị chip 12 mạnh mẽ như chiếc máy này, chip 12 đúng các bạn ạ. Đây là dòng CPU thế hệ mới nhất của Intel. Và trang bị GTX 1650 thì nó chỉ có mức giá chưa đến 19 triệu đồng. Còn nếu mà được trang bị bản RTX 3050 thì cũng chỉ ở mức là hơn 20 triệu đồng. Đối với phiên bản trang bị i5 thế hệ thứ 11 và RTX 3050, giá của nó chỉ có 20 triệu. Thì đây là một trong những chiếc máy chuộng nhất cho học sinh và sinh viên, với khả năng là cấp phần cứng cũng cực kỳ tốt. Vâng, thưa các bạn, là trong video này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nam, bởi vì các bạn nam sẽ sử dụng những chiếc máy mạnh hơn so với các bạn nữ, và chủ yếu các công việc về tác vụ về đồ họa thì các bạn nam sẽ dùng nhiều hơn. Chính vì thế trong video này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn nam trước, và ngày hôm sau thì mình sẽ tư vấn cho các bạn tân sinh viên, các bạn nữ sau nhé. Mời quý vị các bạn tham khảo mẫu máy này nhé. Các bạn nhìn thấy thiết kế đẹp nhỉ? Rất thể thao luôn. Ban đầu có tưởng là HP Omen các bạn ạ. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cổng HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng USB, cổng LAN vẫn còn luôn. Đây là cổng USB Type-C. Quá tuyệt vời luôn. USB Type-C thì cũng kết nối ra màn hình các tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài các bạn nhé. Băng thông cực kỳ tốt. Ở bên này thì có cổng sạc này, sạc vẫn sạc chân tròn như thế này. Cổng USB này, có ký hiệu reset đây. Có nghĩa là các bạn có thể cắm các điện thoại di động hoặc là máy tính bảng cắm vào để sạc nhé. Cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5, các bạn kết nối âm thanh từ bên ngoài. Còn đây là đầu đọc thẻ SD nhé. Đây các bạn thấy là hành trình bàn phím nó tương đối là cao như này, vuông lỗ như này, và thêm một hàng phím phụ. Và phím con này nó chỉ có led một màu trắng như này thôi, không phải là led RGB các bạn ạ. Phím bật nguồn được tích hợp ở giữa như này nhé. Có hàng phím phụ như này sẽ hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím cực kỳ tốt luôn. Đây các bạn thấy không, CPU nó khỏe, nó kéo cả điểm số của GTX 1650 mà được 124 điểm. Mẹ đúng là thế hệ CPU bây giờ nó rất là khủng luôn. Và nhiệt độ các bạn có thể thấy là tối ưu cực kỳ tốt, nó cũng không quá nóng các bạn nhé. Chỉ hơn 60 độ thôi. Đấy, GPU 65 độ và hơi nóng được đẩy về đằng sau. Những chiếc máy mà thiết kế để đằng sau thì mình rất thích luôn. 19 giây, các bạn sẽ thấy là sau một đoạn video 1 phút 3 giây, các bạn dựng 4K, rất là nhiều ứng luôn. Với sức mạnh của chiếc máy này, đối với các nhà dựng phim, các nhà làm quảng cáo, mua em này về thì cực kỳ ok, ngon anh. Dựng cực nhanh và cực tốt luôn. Nhiệt độ của GPU ngưỡng khoảng 71 độ C để chúng ta chơi game. Thực ra nhiệt độ này là cũng hoàn toàn ok đấy các bạn nhé. Ôi chết rồi, vừa dùng hơi lệch, lệch mạnh. Không sao, không sao. Nhiệt độ của CPU để ngưỡng khoảng 80 độ C trung bình. Hơi cao một chút mà nó chỉ sử dụng từ 20 đến 30% thôi. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 2,37 kg, gần 2,4 cân. Toàn bộ vỏ máy là bằng nhựa các bạn ạ. Và cầm vào cái cảm giác của mình khá chắc chắn, và cầm một tay thì khá nặng các bạn nhé. Bên tay phải của mình thì có hai cổng USB. Đằng trước thì thiết kế hơi thoải, đặc trưng của các dòng laptop để các bạn mở máy nó đơn giản hơn. Ở bên này thì có cổng sạc, cổng LAN, cổng HDMI, cổng USB. Các bạn ơi, đây là cổng USB Type-C các bạn. Nó ký hiệu như này có nghĩa là có thể cắm sạc qua cổng này nếu mà tìm cái sạc đủ công suất. Phải nói là tỷ lệ 16 trên 10, nhìn cái màn hình nó phê thật đấy. Các bạn ơi, tỷ lệ bao phủ màu của máy ở mức phổ thông các bạn ạ, 62% sRGB và 40% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2020 mọi người nhé. Phải nói là màn hình 16 inch thì xem phim, nghe nhạc giải trí thì chắc chắn là phê. Loa được kết hợp đó là Bang Olufsen. Bây giờ mình sẽ bật loa cho mọi người này. Đấy. Loa rất to đúng không? Màn hình Full HD IPS góc nhìn rộng, tần số quét 144Hz. Và màn hình thì có chống lóa để mọi người có thể nhìn góc nghiêng. Đây, có 4GB FPS kéo lên 160,48 FPS. Phải nói là những chiếc máy đời mới của nó hỗ trợ cực tốt luôn.
ai gì chế độ 3D của nó, nếu mà GPU 1 các bạn sẽ nhìn thấy nó bao nhiêu? Chỉ có 62 độ, cái này là nhiệt độ của CPU, và 53 độ cho nhiệt độ GPU của cái cảm hình rời. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy thứ hai đến từ thương hiệu Đài Loan, đó là chiếc Acer Nitro 5. Hiện nay với phiên bản 2021, nếu mà với cấu hình i5-11400H, 6 lõi 12 luồng, có CPU cực kỳ khỏe nhá. RAM 8GB SD256 và GTX 1650, giá của nó chỉ có 16 triệu đồng. Thì đây là một trong chiếc máy gaming của thương hiệu Acer bán chạy nhất tại thị trường. Chỉ có 16 triệu mà các bạn đã mua một cấu hình phần cứng mạnh như vậy. Còn nếu mà với dòng CPU thế hệ thứ 12 RTX 3050 thì nó cũng chỉ chạm ngưỡng ở mức khoảng từ 20 hơn 20 một chút. Và thậm chí kể cả phiên bản i7 đi chăng nữa, nó cũng cực kỳ rẻ các bạn ạ, cũng chỉ hơn 20. Nói chung năm nay là 15 phải nói là máy tính có cái mức giá tốt nhất trong 10 năm trở lại đây. Đấy, mời quý vị các bạn tham khảo mẫu máy này nhá. Được làm khá thể thao đằng sau, đẩy hai cái hốc khá to, nhìn giống như cái đuôi của siêu xe, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc được bố trí đằng sau mà không thêm bất kỳ một cổng gì đằng sau nhá, chỉ có cổng sạc thôi. Ở bên này các bạn thấy là vẫn bố trí thêm một hốc tản nhiệt và thêm một cổng HDMI USB 3.0, và con này có cả cổng Thunderbolt luôn, cực kỳ ngon. Có Thunderbolt thì các bạn sẽ có là băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB một giây, cực kỳ nhanh. Và đây là cổng mạnh nhất bây giờ, và thậm chí là các bạn có thể cắm thêm VGA rời từ bên ngoài. Ở đằng trước thì các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì, và cái thiết kế này giống từ những cái Acer Nitro 5 từ phiên bản 2018 này của VAT kiểu như này. Mở máy cũng rất đơn giản. Ở bên này thì thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, và hai cổng USB 3.0 và còn cổng LAN để các bạn có thể dùng mạng nội bộ. Và cắm dây LAN thì bao giờ đường truyền cũng sẽ ổn định hơn và nhanh hơn so với Wi-Fi. Ở đây chúng ta sẽ có cổng phone và cổng mic với giao tiếp 3.5. Tính ra chiếc máy này có đến 4 cái hốc tản nhiệt các bạn ạ. Đây, hai đây, 4 hốc. Các bạn thấy là FPS nó sẽ ổn định mức khoảng 76 và nhiệt độ của CPU ngưỡng khoảng 53 độ C. GPU nó chỉ 57 độ thôi. Nói chung các dòng Acer Nitro 5 thì tớ đã test các phiên bản 2021 từ phiên bản trang bị chip Gen 5, Gen 7, vân vân. Chất lượng màn hình của chiếc Acer này thì mình đánh giá ở mức gọi là dùng được thôi các bạn ạ, không có gì nổi bật. Nổi bật nhất thì chỉ có cái tần số quét của nó, có nghĩa là khung hình chuyển động trên dây khi các bạn chơi game. Khung hình chuyển động trên dây càng chính xác các bạn chơi game là nhìn hình ảnh nó càng mượt. Các bạn nhìn ở góc nhìn của màn hình IPS thì nó đạt 178 độ, và trên màn hình này đã có chống lóa rồi, các bạn có thể nhìn liên tục mà không bị mỏi mắt. Bây giờ tớ sẽ bật cái phần âm thanh lên test cái công nghệ DTS Ultra của nó nhé. DTS Ultra thì với chất lượng âm thanh các bạn nghe thấy là cũng khá ổn, giống như các thế hệ trước đó. Với một chiếc máy cấu hình như này, các bạn yên tâm là làm tất cả những phần mềm ứng dụng về dựng phim dựng được hết các bạn nhé. Đây, các bạn thấy nó dựng rất nhanh này. 27 giây, thực ra 27 giây chưa phải là nhanh. Nếu như con Vega đời mới chẳng hạn như là 3050, 3060 mình dựng nó chỉ hết có bao nhiêu? Kỷ lục là 17 giây. Nhiệt độ chơi game ở ngưỡng dưới 70 độ C. Sẽ xử lý các tác vụ về đồ họa cực kỳ tốt với trí tuệ nhân tạo. FPS các bạn thấy là đẩy lên 107 luôn. Vì được hỗ trợ công nghệ mới cũng rút tốt hơn. Vâng, thưa các bạn, là chiếc máy thứ ba đến từ thương hiệu Mỹ thì mình giới thiệu hai mẫu máy luôn. Đó là thương hiệu Dell G15-5515 và Dell G15-5511. Hai chiếc máy này đều được trang bị dòng CPU Intel và CPU dòng Ryzen. Đây là hai chiếc máy ở phân khúc giá rẻ có chất lượng tốt nhất của thương hiệu Dell ở phân khúc giá mà chúng ta đầu tư. Phải nói là cực kỳ bán chạy tại thị trường. Với các phiên bản i5 thì chúng ta đầu tư chỉ ở phân khúc từ khoảng 20 hoặc hơn 20 một chút tùy vào cấu hình và option. Còn với phiên bản cấu hình cao hơn, ví dụ như là Ryzen 7 hay là Core i7, thì chúng ta sẽ đầu tư ở mức phân khúc giá tầm khoảng 26 triệu. Thì đây là một trong chiếc máy bán chạy nhất ở thương hiệu giá rẻ dành cho các tân sinh viên. Mời quý vị các bạn tham khảo những cái mẫu máy vừa rồi nhé. Các bạn thấy cái màu trắng này thì còn gọi là màu trắng đục, còn chúng ta đằng sau thì đây thiết kế rất thể thao với cái màu kiểu màu ghi. Và chả hiểu sao Dell làm kiểu phân thiết kế kiểu dạng như là bầu trời ngôi sao các bạn ạ, đây này. Nhưng mà nhìn kỹ mình cứ từ đầu tưởng là cái máy nó bị bẩn các bạn ạ, hóa không phải. Chúng ta có một logo. Và chiếc máy làm hoàn toàn vỏ nhựa logo Dell để ở giữa như này. Và cũng chả phải mạ chrome các bạn ạ, nó chỉ là logo Dell thông thường thôi. Và đằng sau thì các bạn thấy là có cổng USB Type-C này, có cổng USB HDMI để các bạn kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng này và cổng này đều kết nối ra màn hình bên ngoài các bạn nhé. Cổng sạc sau, hốc tản nhiệt của nó này, có chữ G màu đỏ này, dòng thể thao này. Bên cạnh phải của mình các bạn thấy là có hai cổng USB và một hốc tản nhiệt các bạn ạ. Có logo G, nó cái dòng máy gaming là G5 này các bạn ạ. Và đằng trước các bạn thấy là nó thiết kế cũng sẽ hơi thoải một chút, và cái màn hình thì nó hơi cao một tí để các bạn mở máy này. Ở bên này thì thêm một hốc tản nhiệt nữa các bạn ạ, và đây chúng ta sẽ có cổng LAN.
Đây là cổng phone cùng mic với giao tiếp 3.5 và đèn tín hiệu của pin. Bên dưới máy này, không khí sẽ được hút vào đây nhé, đẩy khí nóng ra đằng sau. Tỷ lệ bao phủ màu của màn hình nó chỉ đạt có 58% sRGB và 37% Adobe RGB. Được mỗi cái là cấu hình cao thôi. Thực sự là các dòng máy Dell của dòng gaming của Dell bán rất là đắt luôn. Nếu như mà chiếc máy có cấu hình như này mình cho của con Alienware thì các bạn phải đầu tư ít nhất là bao nhiêu? Khoảng hơn 40 triệu. Trong khi đó chiếc máy này nó phân khúc đang bán chính hãng thì nó chỉ có dưới 30 triệu thôi. Nhưng mà ông Dell thì bao giờ cũng rất là bùn xỉn cho cái chất lượng màn hình rất thấp, trừ dòng Alienware thì sẽ có chất lượng màn hình gọi là tốt hơn. Và độ sáng của màn hình con này thì cũng rất là bình thường. Nó chỉ có 250 lít thôi. Âm thanh thì nghe thì hay đấy. Chất lượng âm thì nghe như này khá ổn. Và cái hiệu ứng về ánh sáng thực tốt hơn. Cái điểm số nó cũng kéo lên 124,77 FPS. Và dòng Vega này nó được trang bị là 4GB. Các bạn ơi, đây là dòng CPU của AMD. Các bạn thấy là họ làm rất là tốt với mức nhiệt độ chạy full max nó rất là mượt. Và các bạn thấy là GPU 1 thì nó chỉ có 63 độ thôi, 62 độ. Và kể cả GPU 2 thì nó mức khoảng 67 độ. Vâng, thưa các bạn, là thương hiệu tiếp theo đến từ Trung Quốc các bạn ạ. Đó là chiếc Lenovo Legion. Các bạn ơi, trên thị trường thì các bạn sẽ thấy là cái phân khúc mà những chiếc laptop Lenovo Legion thì nó đã quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay một chiếc Lenovo Legion được trang bị dòng CPU Ryzen 7 RAM 16GB ổ 1TB RTX 3050 Ti, màn hình 100% HDR Full HD mà mình đang có phân khúc giá chỉ có 26.500. Thì đây là một trong chiếc máy bán chạy nhất tại cửa hàng của mình và là một trong chiếc máy mạnh nhất để các bạn có thể xử lý các tác vụ về đồ họa, tác vụ về chơi game, các thuật toán về xử lý hình ảnh. Với các dòng Lenovo Legion rẻ hơn, các cấu hình như là Ryzen 5 thì mình cũng chỉ bán ở phân khúc từ 19 đến hơn 20 triệu một chút. Thì đây là một trong chiếc máy bán chạy nhất của thương hiệu Lenovo đến từ Trung Quốc các bạn nhé. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây. Đây các bạn thấy sức mạnh của em CPU này sẽ được chứng minh qua phần mềm Cbam 15R mình hay test cho mọi người này. Nó chạy nhanh như mất trí luôn khi render 3D. Các bạn nhìn nhá. Với tiến trình sản xuất chip của Intel bây giờ là 7 nanomet các bạn ạ. 7 nanomet để tạo ra con chip này. Đây các bạn thấy render cực kỳ nhanh luôn. Vega RTX 3050 cũng là kiến trúc hoàn toàn mới. Kiến trúc Ampere nó dựa trên kiến trúc Ampere và sẽ có hai nhân bên trong, đó là nhân lõi tensor và lõi ray tracing. Ray tracing sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa trí tuệ nhân tạo tốt hơn. Điểm số lên đến 2000 các bạn ạ. Việc CPU khỏe thì nó cũng sẽ kéo em Vega rời lên tốt hơn đồ họa mô phỏng. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ chứng minh ngay bây giờ. A few moments later. Đây các bạn thấy là cái điểm số của một em Vega 4GB mà đồ họa mô phỏng bây giờ nó đã đạt được 146,58. Với việc hỗ trợ của lõi tensor và ray tracing, các thuật toán về đồ họa sẽ tốt hơn, mạnh hơn. Vâng, thưa các bạn, thì với công nghệ làm mát của Lenovo, các bạn đều thấy là rất nổi tiếng, kết hợp với dòng CPU của AMD bây giờ nó cũng rất là mát. Các bạn sẽ thấy là nhiệt độ hoạt động nó chỉ ở mức từ trên 40 độ đến này, các bạn là 49 độ GPU, 55 độ cho CPU, nó rất mát mẻ luôn. Đây. FPS chúng ta nhân ổn định từ khoảng 69 đến 70. Chế độ đồ họa 3D của nó cực kỳ mượt luôn. Bởi vì cấu hình máy của chúng ta nó rất là khỏe. Thực ra tầm tiền 30 triệu thì cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Và đây là một trong những chiếc máy tốt nhất để các bạn có thể làm đồ họa cũng như chơi game. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Adobe Premiere 2020. Phần mềm chuyên dùng để các bạn có thể dựng phim. Các bạn thấy là với vi xử lý 8 lõi 16 luồng RTX 3050. Nói chung là dựng video 4K là chuyện quá đơn giản luôn. Phần mềm đã tối ưu rất tốt cho vi xử lý AMD. Chúng ta chỉ mất có 21 giây để dựng một đoạn video hơn 1 phút các bạn nhỉ. Rút ngắn thời gian rất nhiều so với những chiếc máy cấu hình đời cũ. Các bạn ơi, đây là tựa game đua xe có tên là Forza Horizon 4 các bạn ạ. Một tựa game có đồ họa rất đẹp. Cái này mình cũng đang tập chơi thôi. Mức FPS chơi tựa game này chúng ta sẽ dao động từ khoảng 70 đến 80. Nhiệt độ chơi game các bạn thấy là cực kỳ mát mẻ luôn. Hình ảnh đồ họa rất đẹp với tần số quét của màn hình là 165Hz. Hỗ trợ chống phân mảnh màn hình. Nên những hình ảnh chơi game nó cực kỳ mượt. Và nhiệt độ như này các bạn cứ thoải mái vui chơi giải trí những tựa game nặng nhất có thể cài trên chiếc máy này. Chơi thoải mái luôn mọi người nhé.
CPU cũng chỉ ở ngưỡng khoảng trên 60 độ C và GPU nó còn mát hơn chỉ 56 độ thôi. Vâng thưa các bạn, nếu mà thương hiệu đến từ Đài Loan thì chúng ta không thể không kể đến đó là thương hiệu MSI của Đài Loan các bạn ạ. Với những chiếc laptop MSI với tầm tiền đầu tư các bạn chỉ đầu tư từ hơn 15 triệu đến 20 triệu là chúng ta đã sở hữu những chiếc laptop có cấu hình trang bị cực kỳ mạnh. Ví dụ như dòng Bravo 15 là một trong chiếc máy bán rẻ nhất tại thương hiệu MSI nhưng có cấu hình tương đối tốt. Hiện nay trên thị trường thì chúng ta sẽ có các bạn trang bị Ryzen đời 5 và Ryzen đời 4 cũng có và Ryzen đời mới nhất là thế hệ thứ 6 cũng có các bạn ạ. Nó chỉ loanh quanh ở phân khúc giá từ 15 đến hơn 20 triệu một chút. Thì đây là chiếc máy bán chạy nhất của thương hiệu MSI mình giới thiệu trong video này nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Cái này để chống nhược điểm bám vân tay thì có lẽ là mọi người mua chiếc máy mới là về lên dán một lớp ni lông chống trước cho máy, vừa bảo vệ máy và vừa chống bám vân tay rất tốt luôn. Đằng sau có hai hốc tản nhiệt này các bạn này. Ở bên cạnh phải của mình thì có cổng LAN, cổng HDMI, cổng USB Type-C và thêm một cổng USB 3.0, cổng phone cùng mic với giao tiếp 3.5. Đằng trước là một ngôn ngữ thiết kế đơn giản. Cái màn hình các bạn mở đây. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước mọi người nhé. Ở bên cạnh trái thì thêm một cổng sạc ở đây này. Hốc tản nhiệt đây. Thực ra hốc tản nhiệt bên này thì nó phả hơi nóng ra mùa hè là khá là khó chịu nếu các bạn mà thường xuyên có thói quen để tay ở đây. Với một cổng USB 3.0 và một cổng 2.0 ở đây. Bên dưới máy thì với chi tiết kiểu dạng như là những cái hốc mà tổ ong kiểu dạng như thế. Tỷ lệ bao phủ màu của nó thì hoàn toàn giống như dòng máy phổ thông trên thị trường, đó là 63% sRGB và 40% AROB RGB. Màn hình được sản xuất năm 2020 mọi người nhé. Nhưng mà khi nghe thực tế thì mọi người có thể thấy là âm thanh thì không quá to. Vâng thưa các bạn thì ở đây mình đang test một phần mềm mát của mình đã bật chế độ quạt mắc nhất cho chiếc máy chúng ta mát. Các bạn thấy là nhiệt độ của máy đây. Nó chỉ ở mức trên 50 độ C, đây 49 độ C. Đây nó sẽ có GPU 1 và GPU 2. Nhiệt độ các bạn có thể nhìn thấy hiển thị này. FPS luôn ở mức rất cao. Đây, 155,07 FPS. Nó phối hợp với nhau rất tốt. Đồ họa mô phỏng. Các bạn ơi, đây là tựa game Mirror Edge. Đấy, một tựa game offline. Rất nhiều bạn hỏi là tại sao anh cứ hay cài những game offline. Bởi vì những game offline nó chơi rất là hay và hình ảnh đồ họa của nó rất là đẹp. Mỗi tội yêu cầu máy chúng ta cấu hình phải cao một chút thì chơi nó mới tốt. Các bạn thấy là FPS chơi từ game này trên 100 luôn. Vâng thưa các bạn, chiếc máy tiếp theo cũng đến từ thương hiệu Đài Loan các bạn ạ. Đó là chiếc Asus TUF 15FX506. Chiếc máy này được trang bị chip là i5-11400H, RAM 8GB, SSD512GB, RTX 3050. Có giá bán thị trường cũng chưa đến 19 triệu đồng và được bảo hành chế độ 25. Đây là một trong chiếc máy gaming bán chạy nhất thương hiệu đến từ Đài Loan các bạn ạ. Mời quý vị các bạn tham khảo qua video đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Vâng thưa các bạn có thể thấy là mình vừa tổng hợp top những chiếc laptop mà dành cho các tân sinh viên năm học 2022. Đây đều là những chiếc máy mới 100% sẽ bảo hành theo chế độ hãng từ 12 tháng đến 24 tháng tùy tháng bán ra nhé. Và tất cả những chiếc laptop này mình bán ra sẽ tặng kèm cho các bạn một ba lô, một con chuột và một lót chuột. Với những chiếc máy mới thì các bạn sẽ được đổi mới trong vòng 1 tháng. Nếu như các bạn sử dụng những chiếc máy này lỗi do nhà sản xuất thì các bạn sẽ được đổi sang mẫu máy khác mà không mất tiền. Còn sau này thì lỗi bộ phận nào thì các bạn sẽ được thay thế sửa chữa bộ phận đó các bạn nhé. Riêng phần mềm thì mình sẽ bảo hành cho các bạn trọn đời miễn phí. Và hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta nghe các bài tư vấn của shop, tránh trường hợp mà các bạn mua tiền mất tật mang và không đúng nhu cầu sử dụng khi các bạn mua laptop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.